chào mừng quý khán giả đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá top 8 món ngon mẹ bầu cần ăn để thai nhi tăng cân khỏe mạnh. Mẹ bầu nào cũng muốn con yêu phát triển tốt, đúng không? Hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm hữu ích để bảo đảm thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Rất nhiều mẹ bầu than vãn chỉ cố ăn để dinh dưỡng vỏ con, nhưng mẹ thì ngày càng lên cân trong khi con trong bụng thì suy dinh dưỡng bào thai. Có mẹ bầu tăng những 25kg nhưng sinh con chỉ có 2,7kg à. Vì vậy các mẹ phải chọn thực phẩm nào ăn vào con, không vào mẹ nhé. Dưới đây là một số gợi ý hay cho mẹ đây. Mẹ hãy xem hết video và cho ý kiến nhé. Một chuối tiêu. Trong một quả chuối chứa 0,4mg vitamin B6. Đây là loại vitamin rất cần thiết để ngăn chặn tình trạng rối loạn thần kinh, gây mệt mỏi, kiệt sức. Do đó, việc mẹ bầu ăn thêm chuối trong thai kỳ sẽ rất tốt cho hệ thần kinh thai nhi. Đối với các mẹ bầu, chuối còn rất tốt cho cơ, hệ xương, hệ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa chuột rút trong thai kỳ. Quan trọng nhất, chuối không thể làm mẹ tăng cân, nhưng lại cung cấp rất nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ thần kinh của thai nhi và giúp các bé tăng cân khỏe mạnh. Hai, khoai lang mật. Khoai lang chứa rất nhiều vitamin C giúp cho cả mẹ bầu và thai nhi tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng bệnh trong suốt thai kỳ. Ngoài ra, khoai lang cũng là nguồn cung cấp folate khá dồi dào để bảo vệ thai nhi khỏi dị tật ống thần kinh. Không những vậy, nó còn rất nhiều chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, đồng thời giúp dưỡng chất hấp thu vào thai nhi thay vì vào mẹ. Ba, rau có màu xanh thẫm. Trong các loại thực phẩm tốt nhất cho bà bầu, không thể không kể đến rau xanh. Các loại rau xanh phù hợp cho thai kỳ có thể kể đến như cải bó xôi, súp lơ xanh, rau dền cơm, rau cải, cải bắp, tất cả đều rất tốt cho hệ thần kinh của thai nhi. Đặc biệt, nhờ hàm lượng chất xơ cao và nguồn vitamin dồi dào, mẹ bầu có thể ăn rau xanh hàng ngày mà không sợ tăng cân, táo bón hay thiếu chất. Nhờ đó thai nhi có thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất mà tăng cân khỏe mạnh đều đặn mỗi tháng. 4. Trái cây theo mùa. Vì sao phải là trái cây theo mùa? Trái cây chín ép trái mùa thường không ngon, mà còn tiềm ẩn nguy cơ từ thuốc trừ sâu và nguồn dưỡng chất nghèo nàn. Do đó, mẹ mang bầu mùa nào nên chọn trái cây mùa đó mà ăn. Ưu tiên các loại trái cây ít ngọt, nhiều nước, có tính hàn để tránh nguy cơ tiểu đường thai kỳ, thiểu ối và nóng trong nhé. Một số loại trái cây tốt cho mẹ bầu có thể kể đến như dưa lê, dưa hấu, dưa vàng, dâu, việt quất, ổi, táo, chuối. Ngoài ra, các mẹ có thể uống nước ép trái cây mỗi ngày nhưng nhớ hạn chế thêm đường nha. 5. Mía đường. Thành phần chính của mía là đường tự nhiên. Lượng đường trong nước mía giúp bổ sung nước và cung cấp một nguồn năng lượng giúp cho cơ thể giảm bớt mệt mỏi, giúp tinh thần mẹ phấn chấn hơn. Trong nước mía còn chứa nhiều canxi, đồng, magie, kali, sắt cũng như các loại vitamin A, B, C và gần 30 axit hữu cơ khác. Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Quan trọng hơn, nếu mẹ biết cách uống sẽ giúp thai nhi tăng cân nhanh trong những tháng cuối thai kỳ đấy. 6. Trứng gà chín. Trứng là nguồn cung cấp protein, giúp thai nhi nuôi dưỡng xương và cơ bắp. Protein cũng rất cần thiết trong quá trình hình thành các tế bào thần kinh thai nhi. Điều tuyệt vời nhất là ăn trứng không hề làm mẹ tăng thêm ký mỡ thừa nào cả, mà phần lớn dưỡng chất sẽ chuyển lại cho thai nhi. Một tuần ăn khoảng 4, 5 quả trứng là đảm bảo nha các mẹ. 7. Các loại cá nhỏ. Omega 3 là thành phần rất quý trong các loại cá nói chung. Nó có lợi cho sự phát triển não bộ và hệ miễn dịch của thai nhi. Ngoài ra, mẹ bầu ăn nhiều cá còn giúp cho thai nhi có thể giảm các nguy cơ về dị ứng thức ăn và bệnh eczema về sau. Tuy nhiên, không phải loại cá nào mẹ cũng ăn được đâu nha. Chỉ nên ăn những loại cá nhỏ vì không chứa thủy ngân. Một số loại cá bà bầu nên ăn trong thai kỳ như cá chép, cá trôi, cá rô, cá phi, cá cơm. 7. Các loại hạt cứng. Các loại hạt như đậu, óc chó, hạnh nhân cũng rất giàu omega 3, rất nhiều dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Các loại hạt thân thiện nhất với mẹ bầu bao gồm hạnh nhân, óc chó, mắc ca. Mặc dù lượng chất béo trong các loại hạt khá cao nhưng đó là nguồn chất béo cần thiết, không chỉ tốt cho thai nhi mà còn có lợi cho mẹ bầu. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong video này. Đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật những thông tin hữu ích khác về sức khỏe và chăm sóc mẹ bầu. Hãy chia sẻ video này đến những người xung quanh để cùng nhau chia sẻ những bí quyết dinh dưỡng cho thai nhi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi.